Rồi, đây anh em ơi, phe với anh em nha. Mình mới vừa học làm được một con diều. Thì hôm trước á, có một bạn bình luận kêu mình làm con diều, mình gọi là diều tùm tư đi ha. Tại vì cái nó có cái tên theo tiếng Khmer nhưng mà mình không biết tiếng, cho nên là thôi, rồi mình gọi nó diều tùm tư nha. Mình xem kênh của anh ở cái kênh gọi là Bình Kim TV ha. Mình thấy anh dùng cái bìa tập để anh cắt ra cho con anh chơi á, thì nó bay rất là đã luôn mọi người. Đấy, nhưng mà mình không có cái bìa tập thì mình lấy cái khuôn gập á, cái miếng giấy cứng cứng để mình làm mấy cái khuôn diều sáo thì nó dư ra mình lấy mình cắt nè. Còn đây là cái đuôi này thì làm giấy tập ha. Đó thì nói chung là sau khi mà làm xong á, giống giống như ảnh á, đây nè, mình đi cơ luôn nha. Cái này học theo ảnh làm nha, cột lèo giống như diều truyền thống, diều giấy bình thường thôi đó. Bây giờ các bước đã xong hết rồi, bây giờ mình sẽ thả thử con diều này thôi nha. Thấy cái anh đó làm nó rất là dễ bay luôn nha mọi người. Đây bây giờ mình cũng tập tành cho nó bay thử cái coi sao nha. Tại vậy là cho nó lên cao cái mới được. Dù bay được nhưng mà rất là khó. Thấy người ta làm bay dễ quá mọi người ơi, tới mình làm thì nó hơi bị khó. Nó bay được nhưng mà nó sẽ lắc nha. Với lại gió cho mình nó bị phức nè. Nó bị phức mấy hàng cây này dưới không có gió chứ bực bội vậy. Làm diều bay lên nó lắc. Đây thì nó khác với con diều tùm tư lớn nha. Con diều tùm tư lớn thì nó sẽ có một cái bộ cung cột đàng hoàng ha. Còn này là mình dùng miếng bìa để mình cắt ra nè. Con này thì nói chung là nếu mà có một khoảng trống lớn á, mà đủ gió chắc là nó bay lên được. Mặc dù nó bay được nhưng mà nó cũng sẽ bị chao đảo lắc lư thôi, nhưng mà nó sẽ bay được giống như của người ta. Chứ còn bây giờ gió phức quá không bay được rồi. Nó lên được khoảng 5-10 mét gì đó là nó không có nhận gió được nữa, là nó rớt xuống luôn mọi người. Đây, trải nghiệm thú vị ha, rất là dễ làm luôn. Các bạn thử làm đi, thử làm coi nó bay được không. Với lại bạn nào muốn xem video gốc làm cái này luôn á thì sang kênh Bình Kim TV nha. Con diều tùm tư mini là nó đó. Rồi thôi bây giờ về nha, hẹn lại anh em trong video lần sau nha. Kiếm diều lạ lạ làm cho anh em nha.